Xin chào các bạn. Hôm nay là rất vui lại được trở lại với các bạn trong chuyên mục nuôi ong ngày hôm nay. Thì trong chương trình ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn trong cái chuyên mục di chuyển ong đến một địa điểm khác. Thì cái khâu chuẩn bị cho di chuyển ong như thế nào thì tôi xin chia sẻ trong video này đến với các bạn. Thì di chuyển ong thì là một cái việc công việc mà chính của người nuôi ong, ai nuôi ong thì cũng phải di chuyển. Ví dụ như là ong chuyển về nguồn hoa, rồi là có rất nhiều những cái lý do mà khiến chúng ta phải chuyển ong đi một cái địa điểm khác, như là chuyển ong để chống nóng này, chuyển ong chống rét này, và chuyển ong là do để thay đổi nguồn hoa, thay đổi không khí để tạo điều kiện cho con ong phát triển. Và ở một cái vùng nào đó mà nó có nhiều người ta sử dụng những cái thuốc bảo vệ thực vật thì chúng ta cũng buộc phải chuyển ong đi để bảo vệ đàn ong của chúng ta. Khi chúng ta bảo vệ được đàn ong của chúng ta thì đến mùa thu hoạch thì chúng ta mới có ong để thu hoạch mật. Vâng, thì cũng chỉ có một số những cái cách nó đơn giản trước khi chúng ta vấn đề là chèn cầu này, và một số những cái vấn đề thao tác ở trong cái khi mà đóng đóng gói ong để di chuyển đi. Thì di chuyển đi thì mỗi một người có thể sử dụng một cách khác nhau trong cái cách đóng thủ ong và cái cách chèn ong. Thì từ xưa đến giờ nó có rất là nhiều cách, nhưng mà mỗi người thực hiện một cách nào nó tiện lợi thì chúng ta sử dụng. Tuy nhiên là trước đây thì tôi là hay dùng những cái con chèn bằng gỗ, nhưng do cái quá trình nuôi ong và những sự sáng tạo của những người làm nghề nuôi ong thì chúng ta đã có những cái chèn ong bằng nhựa đã đóng sẵn ở tay tay cầu, và chúng ta chỉ có việc dùng dây chun hoặc dùng dây thép và chúng ta là buộc ong lại và chúng ta là xong, chứ không phải làm mất nhiều thời gian như ngày xưa dùng rất là nhiều đinh để sử dụng. Vậy thì hôm nay thì chúng tôi sẽ đóng gói như thế nào để nguồn chuyển ong, thì quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi cái cách của chúng tôi chuyển ong. Sau là video này là có đem lại một chút kinh nghiệm cho quý vị và các bạn tham khảo. Đó, chúng ta cùng xem. Vâng, đây là trại ong của chúng tôi. Trong khi chúng ta thực hiện những vấn đề che ong thì những cái vật dụng mà che nắng, che mưa thì chúng ta nên thu gọn lại để mang đi dùng tiếp. Trong quá trình che ong thì chúng ta có những đàn nào mà nó bị thủng, bị kém thì chúng ta có thể là tiến hành những cái công việc là thay thùng cho nó lành, tránh những thủng ong nó ra ngoài thì nó sẽ làm ảnh hưởng, thứ nhất là mất ong, thứ hai là cho khó khăn trong cái việc mà chúng ta khuân ong, khuân vác ong, nó sẽ trào ra và sẽ bị người khuân ong sẽ bị đốt và sẽ ảnh hưởng đến công việc của chúng ta trong cái thời gian di chuyển. Thì khi chúng ta chuyển thùng chuyển cầu sang thùng ong mới thì chúng ta vẫn cứ tiến hành thao tác là những cái đảo cầu luôn, những cái cầu nào mà chúng ta cảm thấy như nó có trùng thì chúng ta cho vào giữa. Đồng thời là chúng ta cũng dùng silicone để xịt vào những cái chỗ mà bị hở. Và một điều quan trọng nữa là chúng ta dùng khò bằng ga, chúng ta cũng xịt lên những cái thùng ong để cho nó có những cái vi khuẩn có hại cho ong, thì từ đó cũng giảm được cái vấn đề về bệnh dịch cho ong. Vâng, đây là thì những cái thao tác thì những cái thùng nào cũng vậy. Khi chúng ta thao tác chuyển cầu thì chúng ta hết sức như là lưu ý làm nhẹ nhàng. Những cái cầu ong về mùa này thì mùa rét này thì ong phát triển nó hơi kém, chính vì kém nên chúng tôi mới di chuyển đến một cái vùng khác nó thuận lợi hơn để ong nó phát triển. Vâng, và những cái cầu ong mà khi mà chúng ta loại ra ấy, thì là chúng ta nên lưu ý những cầu nào mà vàng đẹp thì chúng ta nên giữ lại để bên kèm theo vào
thùng ong di chuyển để chúng ta mang đi. Khi ong phát triển thì chúng ta sẽ không phải xây mà chúng ta cho nó luôn vào thùng ong để nó xây cầu. Đồng thời là chúng ta cũng thao tác luôn cái vấn đề về cái dây thép để buộc lại cho cầu nó chắc. Khi buộc dây thép là chúng ta cũng phải dùng tay ấn thật chặt cái cầu ong để tránh nó xê dịch, và đồng thời là tránh cho ong nó chết. Những cái dụng cụ bên trong thùng ong chúng ta vẫn đặt vào và chúng ta sẽ tiến hành đóng cửa thùng ong. Trong quá trình đóng cửa thì khi đã chèn ong xong thì chúng ta sẽ dùng dây thép hoặc là dùng đinh để chốt những cái nắp và cái thùng lại với nhau. Có thể là cái cũng dùng hai chốt, ba chốt thì tùy theo từng thùng và tùy theo từng người làm. Chốt trước và chốt sau chúng ta đều phải thực hiện một cách nó hết sức là thật là thận trọng để tránh cái nắp nó bật ra thì ong nó sẽ ra ngoài. Cái thùng ong mà khi chúng ta thay thùng mới thì chúng ta nên để sát cái thùng ong vào cửa tổ để cho những ong non nó lên tổ cho dễ. Và chúng ta dùng chốt để chúng ta dùng chốt khuy để chúng ta khóa những cái cầu ở những cái nắp thùng ong và những cái thùng ong nó khít lại với nhau. Dùng nhiều loại chốt loại khóa khác nhau. Vâng, và chúng ta nên lưu ý là cái chốt của đầu dây thép là nằm ở bên dưới của đáy thùng ong và bên đối diện là một cái khuy ở trên thành thùng để chúng ta buộc thùng ong cho nó có sức mạnh để nó giữ được cầu ong, tránh cầu ong bật ra ngoài trong quá trình di chuyển. Và các quý vị và các bạn là cũng nên theo dõi kỹ cái vấn đề này để thao tác làm sao cho nó đúng. Vâng, đây là buổi tối chúng tôi trước khi chuyển ong đi. Vâng, dùng khói để thổi những con ong cho nó bay vào. Xong là kiểm tra nó hở không, nhìn nó bên dưới này. Đây là đấy. Ừ đấy, nó Vâng. phải được như thế. Hạ luôn cửa sổ. À, cái cửa đang xuất xuống đấy. Ờ đấy, cửa cái đấy ra, đúng rồi. Đây là cái của nó này, đặt nó xuống đấy. Đấy, vâng. Sau khi đóng cửa thùng ong xong thì chúng tôi tiến hành là chuyển ong lên xe ô tô để chúng ta tiến hành cái vấn đề di chuyển đến địa điểm mà chúng ta cần đến. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, trên đây là những công việc cần phải thao tác, phải tiến hành trước khi chuyển ong đến một địa điểm khác mà tôi muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Vâng, xin chúc quý vị và các bạn thành công trong nghề nuôi ong. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong các chương trình lần sau.